Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7. Bài vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Mục thứ nhất đó là vai trò của giống cây trồng. Chúng ta tìm hiểu về giống cây trồng mới. Những giống cây trồng mới là được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản, bao gồm hạt, củ, quả, rễ, thân, cành, lá, cây con, mấy kép, chồi, hoa, mô, tế bào, bọ tử, sợi nấm, rong tảo và vi tảo. Như vai trò của giống cây trồng gồm có vai trò thứ nhất đó là đối với năng suất. Khi dùng giống cũ thì cây trồng có cho ra năng suất thấp. Khi thay đổi giống mới có năng suất cao thì cây trồng cho năng suất cao hơn. Vai trò thứ hai là đối với các vụ gieo trồng. Khi dùng giống cũ dài ngày thì chúng ta gieo trồng được hai vụ. Đó là vụ chim và vụ mùa, hay còn gọi là vụ xuân hè và thu đông. Khi thay đổi giống mới ngắn ngày thì chúng ta gieo trồng được 3 vụ, đó là vụ xuân, vụ hè thu và vụ đông. Vai trò thứ ba là đối với cơ cấu cây trồng. Khi dùng giống cũ dài ngày thì cơ cấu cây trồng chúng ta gieo trồng đó là vụ 1 chúng ta gieo trồng lúa, thu hoạch lúa xong, vụ 2 chúng ta trồng lúa. Hoặc là vụ 1 chúng ta trồng lúa, thu hoạch lúa, sang vụ 2 chúng ta trồng hoa màu. Và thay đổi liên tục nhé. Lúa, lúa, hoa màu, lúa, hoa màu. Nhưng khi thay đổi giống mới ngắn ngày thì cơ cấu cây trồng của chúng ta là có thể là lúa, vụ 1 chúng ta trồng lúa, gieo trồng lúa xong chúng ta gieo hoa màu vụ 2. Vụ 2 rồi thu hoạch hoa màu, chúng ta trồng lúa và thu hoạch lúa xong. Vụ 3 chúng ta cứ tiếp tục. Vụ tiếp theo chúng ta là lúa, hoa màu, lúa, lúa, hoa màu, lúa. Hoặc là lúa, hoa màu, lúa, 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 hoa màu. Vậy thì vai trò của giống cây trồng sẽ là làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ, làm thay đổi cơ cấu cây trồng. Có 3 tác dụng vậy. Nhà tiêu chí của một giống cây trồng tốt đó là sinh trưởng trong mọi điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Thứ hai có năng suất cao và ổn định. Thứ ba là có chất lượng tốt. Thứ tư là chống chịu được sâu bệnh. Nguyên thứ ba là phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Thứ nhất đó là phương pháp chọn lọc. Đây là sơ đồ của phương pháp chọn lọc. Trước hết đó là từ giống khởi đầu. Từ giống khởi đầu người ta gieo trồng. Rồi trong cái giống khởi đầu này người ta chọn ra những cây trồng, những hạt giống nào có năng suất cao, chất lượng tốt nhất, người ta thu lấy hạt. Sau đó người ta đem gieo cái hạt giống này, gọi là hạt giống số 2 này. Rồi đem năng suất của hạt giống số 2 này so sánh với hạt giống số 1, những cây trồng có hạt giống số 1 đó là giống khởi đầu này, và giống cây trồng của số 3 đó là giống tại địa phương. Nếu như những cây mà gieo từ các hạt giống được chọn số 2 này có năng suất cao hơn cái giống khởi đầu và cái giống tại địa phương thì người ta chọn những cây trồng nó đem sản xuất đại trà. Phương pháp thứ hai là phương pháp lai. Đây là sơ đồ của phương pháp lai. Người ta dùng cây làm mẹ, tức là nhụy, lá nhụy hoa gọi là mẹ. Rồi là dùng cây làm bố, là lá phấn hoa. Lấy cái phấn hoa của cây làm bố này, đem thụ phấn lên nhụy hoa của cây làm mẹ thì nó sẽ phát triển thành hạt của cây lai. Người ta đem đi gieo hạt của cây này thì sẽ trở thành cây lai. Như tóm tắt của phương pháp lai đó là lấy hạt phấn của cây làm bố, thụ phấn trên đầu nhụy của cây làm mẹ, đem hạt của cây mẹ đem trồng, chúng ta được cây lai. Và cây lai này sẽ được là nếu sinh trưởng phát triển tốt, có năng suất cao hơn cây bố, cây mẹ thì chúng ta có thể lựa chọn hạt giống cây lai này đem nhân giống sản xuất đại trà. Đó là giống mới. Phương thứ ba là phương pháp gây đột biến. Như phương pháp gây đột biến là người ta dùng tia alpha, chữ này là alpha, tia gamma hoặc là các chất hóa học gây đột biến ở một số bộ phận của cây. Rồi sau đó người ta chọn những đột biến nào có lợi để nhân giống.
Ví dụ như là người ta dùng tia alpha, beta hoặc là các chất hóa học gây đột biến một số bộ phận của cây như là mầm, chồi, hoa quả hạt, vân vân. Rồi người ta đem vô trồng. Rồi chọn những cây mà đã gây đột biến đó. Nếu như cây đột biến có lợi, có cho ra năng suất cao, chất lượng tốt thì lấy làm giống sản xuất đại trà, là giống mới. Đó là các nội dung của bài vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Thì sau khi học xong video này, các em có những góp ý hoặc là câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón một video mới liên tải tiếp theo. Và đừng quên bấm like, bấm đăng ký, và chia sẻ bài giảng này cho tất cả bạn bè. Like, đăng ký và bấm chuông để nhận được thông báo cho video có khi có video mới đăng tải tiếp theo. Xin cảm ơn các em đã quan tâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.